không biết làm sao chứ cái ngày mà đầu tiên hai đứa con đi chơi nó xàm lắm. Lần đầu tiên á mà hẹn mà cho trễ dạ, vậy cái con thấy sao? Dạ là thấy anh này không được, anh này không được. Rồi có thua rồi, vợ đúng rồi. Vợ con mới thú nhận là lúc ban đầu á là cũng chỉ là vợ con quen con cũng chỉ là định chơi qua đường thôi. Xong rồi con cũng kêu thì đợt đó anh cũng kiểu dạng cũng chơi qua đường với em thôi mà, nhưng mà ai ngờ đâu dính tới vợ. Sau cái lần mà trất quất đó đó thì cái lần thứ nhì á có suôn sẻ hơn hay là cái chơi có suôn sẻ hay là nó còn xàm hơn nữa? Cái cuộc thứ hai thì bắt đầu là kiểu rút kinh nghiệm hả cô, thì lúc đó mình sẽ hẹn dư thời gian nhau hơn. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và toàn thể khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Phùng Thảo Nhi và 25 tuổi. Thì công việc hiện tại của con ở nhà chăm bé tại vì con mới sinh em bé được 4 tháng. Wow, mới có 4 tháng thôi dạ, hả con? Mời bạn. Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Sơn, năm nay con 25 tuổi. Và công việc của con là kinh doanh tự do. Bây giờ kể cho chú biết cơ duyên nào các con gặp nhau. Thật ra là cái cơ duyên mà hai đứa con gặp nhau á thì cũng nhờ một người bạn like hình của vợ con ở trên Facebook. Và con lướt new feed và con thấy được hình của vợ con. Thì bắt đầu là con mới thấy vợ là ủa sao học chung với trường của mình mà mình không biết cô này. Xong rồi bắt đầu con mới tìm hiểu. Năm đó là tụi con học lớp mấy? Dạ tụi con học lớp 12. Nhưng mà là con có vào con kết bạn với cô này không? Và có trao có thường xuyên nhắn tin cho Nhi không? Dạ thì lúc ban đầu là con không có kết bạn liền, mà con vào con bảo like, bảo tìm trước. Lúc đó là gần thi 12 nên ảnh có nhắn tin cho con là về cái vấn đề mà thi cử. Và sau đó hai đứa nói chuyện dần mới rủ con đi chơi. Là đi đâu? Đi ăn bò bía hay uống nước mía hay là uống trà sữa? Con không biết làm sao chứ cái ngày mà đầu tiên hai đứa con đi chơi nó xàm lắm. Nhưng mà lúc đó là vẫn còn đang 12 đúng không? Vâng, dạ, lúc đó vẫn đang còn 12. Đợt đó là mẹ con đang kinh doanh bán đồ mà bên lĩnh vực xây dựng á. Đợt đó là mẹ con bắt con phụ lúc nào xong rồi bắt đầu là mới muốn đi làm gì làm. Làm mấy tới mấy giờ? Dạ, làm tới lúc đó là hẹn 7 giờ. Thì bắt đầu là chạy xuống với nhà bạn gái là nữa. Trễ rồi. Là trễ. Là trễ mất gần 2 tiếng. Trời ơi. Lần đầu tiên đó hả? Vâng, lần đầu tiên. Xong rồi bà này bà mới kêu là ủa sao tự nhiên cái ngày đầu tiên cho tôi chờ 2 tiếng. Bà đi, bà lết bộ từ nhà bà cho tới ngoài đường chính luôn. Mỗi lúc mà con đi xuống gần tới nơi á là còn là con đón bà giữa đường luôn. Có nghĩa là cố tình lết phải không con? Đúng không? Mình chờ 2 tiếng thì mình phải lết chứ không chờ lại. Lần đầu tiên á mà hẹn mà cho trễ vậy cái con thấy sao? Dạ là thấy anh này không được, anh này không được. Rồi thấy thua rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao, tại sao con lại phải cố ra gặp ảnh cho bằng được? Đúng ra là thôi, trễ quá thì về đi, khỏi gặp. Dạ không thì con cũng cho ảnh chờ lại. Con có hẹn bạn con nữa. Xong rồi tới đó thì ảnh thấy bạn của con đông quá nên ảnh kêu con là lại chơi với bạn đi, ảnh ngồi chờ được. Xong rồi ngồi chơi tầm 2-3 tiếng gì đó, xong rồi ảnh đưa con về. Nói chung là một cái cuộc hẹn mà chất quốc á. Dạ đúng rồi, xí thiệt luôn á. Mãi về sau đây lúc mà hai vợ chồng quen nhau hơn một năm á, mới là vợ con mới thú nhận là lúc ban đầu á là cũng chỉ là vợ con quen con cũng chỉ là định chơi qua đường thôi. Xong rồi con cũng kêu thì đợt đó anh cũng kiểu dạng cũng chơi qua đường với em thôi mà, nhưng mà ai ngờ đâu dính tới vợ. Hai đứa đều có một cái gọi là một cái ủ mưu là hái hoa bẻ nhụy nhau thôi. Chúng nó chuyện ơi, chúng nó nhỏ mà sao chúng nó dễ sợ quá luôn à. Nhưng cuối cùng cũng đó, đi qua đường mình xong. Tính đâu có bằng trời tính. Sau cái lần mà trất quất đó đó thì cái lần thứ nhì á có suôn sẻ hơn hay là đi chơi có suôn sẻ hay là nó còn xàm hơn nữa? Cái cuộc thứ hai thì bắt đầu là kiểu rút kinh nghiệm hả cô, thì lúc đó mình sẽ hẹn dư thời gian nhau hơn. Cái ngày hôm đó là cái ngày mà mình cảm giác như là con cảm giác như là mình đã tìm được cái người mà mình thực sự là muốn đi lâu dài rồi. Tại vì mới cô... có lần thứ hai thôi mà con đã cảm giác vậy rồi luôn. Dạ, không? Cái lần thứ hai đó thì con là, có cảm nhận gì đặc biệt ở người này không? Dạ, giống như anh này có không? Cảm tình với anh này. Dạ tại vì con thấy anh cũng dễ thương. Vậy thì lần thứ bao nhiêu thì tụi con chính thức là yêu nhau, không còn cái kiểu mà chơi qua đường nữa mà nghĩ trong đầu là sẽ đến với nhau một cách nghiêm túc. Sau khi cuộc đi chơi nó về á, con mới hỏi lơi là ví dụ như bây giờ á mà anh thích em quá thì em có đồng ý làm người yêu anh không? Con nhận lại là cái câu trả lời của cô ấy như thế nào? Dạ thì vợ con đòi suy nghĩ một đêm. Qua ngày hôm sau, bắt đầu qua ngày hôm sau là tới cái giờ hẹn á là con dí. Rồi sao giờ chuẩn bị tới giờ hẹn rồi sao không trả lời đi? Mà hồi hộp đó, hồi hộp ngồi ở nhà lúc đó đang nằm trong phòng con rất là hồi hộp. Xong cái lúc mà bả đồng ý một cái á, kiểu dạng như tim đập thình 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 thịch, ngồi lưng trong người á. Đã gì đã. Sau đó là chạy qua nhà liền không? Dạ không, mất tầm cỡ 3 ngày sau con mới dám gặp mặt. Vậy đó hả? Dạ bị ngại. Ủa, có kinh nghiệm yêu mấy năm mà
mà sao tới cái ca này sao con nhét quá vậy? Dạ mấy tại vì thiệt? Thật ra là những cái ca trước là toàn bộ là cua con không à, cua con không à. Còn ca của vợ con là lần đầu tiên con cua. Đó mà yêu thiệt đúng không? Dạ, yêu mà thiệt. Đó bằng cả chân tình đó đúng không ta? Dạ. Bao lâu thì tụi con cưới? Dạ tụi con mới cưới cách đây 2 năm. À. Là 2019 là 4 năm sau khi quen. Vậy là 4 năm là cũng dài đó chứ đâu có ngắn nhưng đâu. Nhưng mà vẫn là sớm, cưới sớm quá. Cái lý do mà tại sao mà tụi con cưới sớm như vậy? Dạ, lý do là tại vì mẹ con đi nước ngoài định cư. À, đến năm con mà 18 tuổi, anh con là 22 tuổi. Thì lúc đó là mẹ con mới quyết định đi thêm một bước nữa. Sau gần 20 năm ở như vậy để nuôi tụi con. Anh con với là con biết mẹ con đi thêm bước nữa thì hai anh em rất là vui. Tại vì trong tâm trí của hai anh em á, là cũng suy nghĩ á, là để cho mẹ tìm được một cái phương trời hạnh phúc mới và để cho mẹ có thể là bù đắp được có những cái khoảng trống mà sau khi mười mấy năm mà mẹ đã không đúng có được rồi, hạnh phúc đó. Đúng rồi, mẹ hy sinh á. Dạ, mẹ hy sinh. Thì lúc đó là nói chung là mẹ con có cái tính là kiểu dạng như là trước khi mẹ đi á, mẹ hay lo chu toàn hết mọi việc. Và cũng anh con thì cũng cưới rồi, còn duyên của mình con giờ chưa cưới thì nếu mà mẹ con đi á cũng phải là 4-5 năm sau mẹ con mới có được thẻ xanh để mẹ con về. Thì lúc đó mà mới báo hai đứa là cưới. Dạ báo hai đứa là cưới đi. Là bây giờ mẹ vẫn đang cưới. Ở bên mẹ. Dạ ở đúng Mỹ. Rồi, hiện tại mẹ đang ở bên Mỹ. Là coi như bây giờ hai đứa rất là ổn cuộc sống đúng không? Mẹ không cần phải chu cấp cái gì đúng không? Dạ đúng rồi, mà nhiều khi con còn kêu mẹ thôi lâu lâu mẹ cứ gửi tiền về cho cháu. Thôi tao gửi tao cho cháu tao. Tao đâu có cho tụi mày đâu. Thì toàn bộ số tiền mà mẹ con cho là con nhét vào con heo riêng của bé cà chua hết. Hay quá. Rồi, bây giờ đến với cái phần rất là cái phần quan trọng. Mà nó vui nhất ở trong chương trình mày luôn cái phần. Quá. Thôi bây giờ nhường cho bạn Nhi nói chứ. Nhi đi, nãy giờ Nhi im quá. Bây giờ anh ấy có tật xấu gì không? Con đừng có nói với cô là con quên hết tật xấu của chồng sau khi sanh nha. Tật xấu của chồng con thì có rất là nhiều nhưng mà con chỉ kể vài ba tật xấu thôi. Xấu nhất là, xấu nhất đối với con là bản tính con là rất là sợ ở nhà một mình nên cái công việc của ảnh thì chủ yếu là ở nhà thôi nên con yêu cầu là từ sáng tới chiều muốn đi đâu thì đi nhưng mà tối đến là phải ở nhà với con nhưng mà ảnh rất là hay đi visa vào buổi tối hơn cô. Ủa con ơi con sợ buổi tối là con sợ ai? Dạ con sợ má, con sợ má. Sợ má. Dạ con trời ơi con nít mà. Rồi Sơn có sợ ma không? Dạ thì ngày trước con cũng sợ lắm nhưng mà về sau vợ con dành hết phần sợ của con luôn rồi. Là vợ con hết sợ. Nhưng mà ảnh vẫn đi. Dạ vừa mới đi thôi con nghe tiếng kéo cửa xong là con chạy ra lúc đó là ảnh xuống thang máy rồi con chạy ra ngoài cửa con đứng đó con khóc là vừa mới bước xuống được cái bãi xe em thôi là nghe bả gọi điện bả khóc cái xong con hết dám đi nữa luôn là con đi lại thấy bả đứng ngay trước cửa phòng vậy bả đứng dưới bả mở banh cửa luôn mà con không tại vì ngày trước vợ con không có bị cái tính sợ cũng kiểu dạng đâu vậy nha như cái tính này là mới hình thành gần đây thôi gần đây là lúc nào sau khi dạ sanh sau khi sanh nó bị thay tính đổi nết. Đúng rồi, chắc dạ. Chắn. Nhưng mà bây giờ thì ảnh còn đi ban đêm nữa không? Dạ, kể từ cái lần con khóc là ảnh không đi nữa. Giờ là cũng muốn đi đâu phải đi buổi chiều. Vậy là hay rồi. Dạ. Rồi còn như vậy cũng được. Rồi tới gì nữa nè? Ảnh rất là hay càm ràm con. Thì bình thường con giống như là uống ly nước xong rồi để quên vô chẹp đi. Thì ảnh có thể nói một lần thôi là con ok, con sẽ đi chẹp và lần sau con nhớ. Nhưng mà ảnh cứ càm ràm, ảnh cứ nói một cái chủ đề đó, ảnh nói hoài con tới khi nào con bực lên á, xong rồi hai đứa cãi lộn với nhau vì cái chuyện đó thôi. Cái tính của con nó tỉ mỉ á, cho nên là con cái gì làm thì mình dẹp gọn lại mọi thứ. Thì nó sẽ tạo được một cái căn nhà lúc nào nó cũng ngăn nắp á. Còn cái tật gì nữa không nào? Rất là hay chê vợ mập luôn chú. Chê vợ mập? Dạ, con mới sinh mới có 4 tháng à. Mà lúc con có bầu là con lên tận 25kg rồi. Bây giờ con còn có 55kg rồi, con giảm được 20kg rồi. Nhưng mà chỉ có 4 tháng rồi mà anh suốt ngày anh cho con mập. Trời ơi, 4 tháng bây giờ con đi. Muốn vợ con ốm nhiều ký nữa? Đâu, tại vì con chia sẻ thiệt luôn với cô chú á. Là con sau khi đẻ xong như kiểu thấy tính đổi nết vậy. Nhà như có hai người con trai luôn. Thì, sao vậy? Dạ, thì đồ của con là vợ con lấy mặt luôn. Và trong cái lúc mà mỗi lần con đem đi giặt đồ á, là con phơi đồ không bao giờ thấy được đồ vợ con. Ủa sao tự nhiên có mình một ngày mình mặc có một bộ mà sao nó ra thành 2-3 bộ luôn. Thì là lấy đồ con mận luôn. Nhiều khi bạn bè con qua chơi mở cửa ra một cái xong rồi bà này bà cột tóc đằng sau cột tóc nó che cái tóc lại đó, là con tưởng con mà. Chào Sơn chứ lúc đó là vợ con lượm thuộm từ nhà đến ra ngoài đường luôn cho nên là con mới nhiều khi mặc áo con đi ra ngoài đường luôn. Là mặc bộ đồ đi ra đi mua đồ này nọ. Dạ đúng rồi, mặc đồ quần áo bận luôn quần áo đó luôn cho nên là con đi ra ngoài con kêu bà trời tự nhiên cái vợ đi bận đồ của anh đi ra ngoài đường là sao tại sao ở nhà em muốn làm gì cũng được nhưng mà đi ra ngoài ít nhất thì mình cũng vậy là may mình gặp người quen thì sao nó cũng kỳ. Thì lại coi bảo là anh không có chăm sóc em rồi nọ để em tàn tạ sau khi sinh. Thì con là muốn vợ con lúc nào cũng kiểu dạng như là không cần nhất thiết là phải trong mắt con hay như thế nào đó.
muốn làm gì cũng được, nhưng mà đi ra ngoài có những cái mối quan hệ mà mình nhất thiết là mình phải nhìn chỉnh chu, phải chỉnh chu, phải đẹp, đúng không? Tại vì mình có sắc mà tại sao mình không biết tôn cái sắc của mình lên? Đó là những cái điều mà mong muốn của hầu hết những ông chồng á. Thực sự có nhiều người không có nói ra, nhưng mà hầu hết tất cả ông chồng đều mong muốn vợ mình đẹp. Bây giờ tới phần con đó, vợ con có những cái tật xấu nào? Đó là một tật rồi đó. Rồi cái gì nữa? Dạ hay quên. Hay quên. Phải chấp nhận thôi, năm nữa. Dạ không, trước khi đẻ luôn mà vợ con đã quên rồi. Có nghĩa là nó nổi một cái tính mà hậu đậu thực sự luôn. Quên trước và sau sinh. Đúng rồi, quên. Hả? Có nghĩa là quên trước cả sau sinh, có nghĩa là sau khi sinh rồi thì mới quên nặng hơn. Nhưng mà trước khi sinh là cũng có quên rồi. Có lần mà vợ con đi làm á, bà chạy xe đằng sau, cái bà chạy đi đến giữa đường, bắt đầu là bà mới nhớ là bà quên cái giỏ đồ mà để đi làm ở nhà. Xong bắt đầu bà mới gọi điện cho con, kêu anh ơi anh để giúp em chạy đưa cái giỏ đồ lên chỗ làm cho em được hay không. Lúc đó là công việc của con cũng nhiều, nhưng mà thôi cũng bực thiệt á, tại vì cái tính kiểu dạng quên nó ngay cả việc vấn đề mà đồ đi làm của mình mà còn quên nữa. Xong rồi thì quên tới vấn đề là điện thoại nè, rồi quên tiền nè, rồi quên nói chung là mọi thứ trên đời. Cái lúc đó là xung quanh bà là bà có thể quên luôn, nhiều khi quên cả con. Con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Không, thật ra thì con nói những tật xấu của vợ con như vậy thôi, nhưng mà vợ con như vậy thì, tại vì nếu mà như vậy thì mình mới còn lại được những cái thăng trầm trong cuộc sống. Thì con muốn vợ con vẫn như vậy, không thay đổi gì hết. Không thay đổi gì hết. Và con thì sao? Con mong muốn chồng mình thay đổi điều gì? Dạ, thì thông qua chương trình con muốn chồng con thay đổi đó là dành thời gian cho con gái của con nhiều hơn. Tại vì ảnh làm từ sáng tới chiều của con, nhưng mà ảnh làm ở nhà thì ảnh ra ngoài trước hoặc là vô phòng làm việc ảnh làm thôi. Còn tối thì ảnh cũng nhiều khi có bạn qua nhà thì ảnh cũng ra trước phòng khách ảnh chơi với bạn. Tới khuya thì con gái của con nó ngủ rồi, nên nhiều khi hai ba con không có tương tác với nhau nhiều. Với lại con bé nó rất là mến ba của nó luôn. Tại vì mỗi lần mà ảnh mở cửa vô thôi là nhìn nó thôi là nó cười. Nhiều khi mà hai ba con nằm cái xong ảnh xem phim hay là xem điện thoại, cái nó nhìn lên ba nó cười, nó tự cười luôn cô. Nên dạ con rất là muốn chồng con dành nhiều thời gian cho con. Cô thì cô nghĩ vậy nè, thực ra con yên tâm là con gái đến lúc mà bắt đầu nó bập bà bập bẻ là lúc đó chồng con sẽ, con không cần ước luôn á, là sẽ rất là mê. Tại vì đàn ông trai, thứ nhất là cái công việc của chồng con có thể bây giờ còn nhiều quá, mà em bé thì nó đang giờ trong trạng thái thụ động, mà nó có 4 tháng thôi, nó chưa có chủ động được những cái điều mà nó mong muốn, con hiểu không? Thì thành ra là chắc là chồng con có cái suy nghĩ là thôi vậy tranh thủ thời gian từ ở đây, được thời gian lúc nào làm việc lúc đó để mà kiếm tiền lo cho hai mẹ con. Dạ. Đúng không? Nhưng mà đến lúc mà bắt đầu nó bập bẹ, nó biết nói, nó chập chạp chập chững nó đi rồi, lúc đó con chịu không nổi nó rồi. Lúc đó thì chỉ có ôm con là chỉ có quấn quýt thôi, con yên tâm điều đó đi. Đó. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến với trình và Hồng Son. Dạ. Dạ. Rồi, dạ. Hy vọng là hai con sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này. Dạ. Dạ. Hay là chị với em xin chương trình cho mình nghỉ khoảng chừng chút xíu đi. Cái để chị điện lên cho Ngọc Trí á, chị điện cái chỗ mà áo xá sắc Việt á, để mình mặc luôn, chị cũng mặc Nhật Bình, em mặc cái này gọi là áo gì nè? Áo tất á. Áo tất. Áo tất. Áo tất, đúng rồi, đúng rồi, áo tất, đúng rồi. Nhưng mà chị liên hệ luôn bộ tóc giả cho em được không? Chứ trời, em nói thiệt kìa, em khổ lắm, em đổi cái này lên nó rất là ngứa và nó rất là đau luôn á, còn nhức đầu lắm chị ơi. Phải có cái gì quấn lại á thì mới đỡ, thì không ngứa. Thôi quá à, hai đứa. Thôi để xấu sao đi chị, tính tiếp nha. Bây giờ mình hỏi thử rồi. Xem này, lý do gì mà hai bạn mặc cái những cái bộ cổ phục của Việt Nam này để lên chương trình Vợ Chồng Son vậy? Vợ con trả lời ạ. Vâng, thì là bọn con thì có một cái kênh TikTok ạ. Thì lần trước thì bọn con có mặc cái cổ phục này và đi quay clip. Thì con thấy là có rất nhiều bạn trẻ comment ở bên dưới là nhờ các anh chị mặc mà em biết đến Việt phục của Việt Nam. Và em cũng định là sẽ mặc trong lễ cưới. Thì con thấy là nó rất là ý nghĩa, nên là con muốn là lần đầu tiên bọn con được lên sóng ở trên truyền hình. Thì con mặc để cho nhiều bạn trẻ giống như bọn con thấy là Việt phục nó cũng dễ mặc ấy ạ. Đấy, thì các bạn ấy có thể là trang phục của người Việt Nam chánh cống. Đúng rồi. Từ cổ xưa ông bà mình đã coi là design rất là đẹp, từ màu sắc cho tới kiểu dáng rất là đẹp luôn. Con sao? Đã. Con có tự tin và con thấy mình đẹp hơn, mình sao ta? Mình rất là gọi là đặc biệt á khi mà mình mặc cái áo tất này không? Vâng, con cũng thấy có, con mặc vào thấy đẹp hơn, đẹp trai hơn, tự tin đúng hơn. Đúng không? Tự tin ha, mà thấy rất là đứng đắn nè. Rất là một người đàn ông rất là lịch lãm, rất là đàng hoàng, rất là phải nói là công nhận không? Em công nhận không? Mà phải nhìn từ cái đầu gối trở lên. Chứ nhìn xuống dưới thấy nó mặc bộ đồ này mà nó mang cái gì ba ta. Thôi nó đùa thôi, chứ thật ra là nhìn hai bạn chơi bộ trang phục này
cái mình tự nhiên, cái mình có một cái tinh thần tự tôn ở trong, đúng rồi, tự tôn dân tộc của mình. Ừ. Bởi vì đây là những cái trang phục của người Việt Nam, đúng rồi, chứ không phải là của cái quốc gia nào cả. Ừ. Mình tự hào về điều đó nha. Ừ. Rồi, và ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Như là hai đứa nói tiếng Bắc hết rồi, là tụi con sống ở Hà Nội à? Vâng, con ở Hà Nội ạ. Đấy hả? Là bay vô đây. Vâng. Tụi con vô đây khi nào? Đêm qua là bọn con vừa đến lúc 1 giờ sáng ạ. Tụi con thích chương trình này không? Có, con rất là yêu thích chương trình ạ. Và con cũng xem rất là nhiều số. Con đã đăng ký tham gia chương trình này từ bao lâu thì mới tham gia? Con là các bạn gửi thông tin cho con chắc là cũng tầm được hơn tháng rồi ạ. Thì bây giờ thì con tham gia. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình như nào, từng thành viên. Thôi, để con giới thiệu trước. Con tên là Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1997. Hiện tại con đang làm lập trình viên ở ngoài Hà Nội. Vâng. Nguyễn Quang Dũng. Vâng. Một cái tên nó rất là giống, rất là ca sĩ luôn á. Không biết là mẹ con trước có mê anh Quang Dũng không ạ? Có. Mẹ con bảo là hồi đấy mẹ con đặt tên con theo ca sĩ Quang Dũng. Ồ vậy hả? Vâng. Rồi khi mà con lớn lên rồi con có thích chú Quang Dũng hát không? Con thì con mới chỉ nghe một vài lần nhưng mà chắc là cũng có. Ừ, con cũng thích cái dòng nhạc đó đúng không? Tại vì cái cách của con cũng rất là Quang Dũng luôn á. Con rất là điềm đạm, rất là đỉnh đạt á. Và cũng đẹp trai giống như chú Dũng vậy đó. Rồi mời vợ Dũng. Dạ vâng, con chào cô chú ạ. Con tên là Nguyễn Ngọc Huyền. Con cũng sinh năm 97 ạ. Hôm nay mình lại vừa có nhạc trẻ vừa có cải lương nữa. Thế mẹ con có mê chị Ngọc Huyền không? Dạ, chắc là mẹ con cũng mê nhưng mà mẹ con không kể cho con ạ. Chắc là vậy đấy. Vâng. Rồi, thì con đang làm công việc gì? Hiện tại thì con đang làm sáng tạo nội dung cũng như là làm freelance, marketing freelance. Con cũng bằng tuổi với Dũng luôn. Dạ vâng, hai bọn con bằng tuổi nhau ạ. Vậy hai vợ chồng chắc là có một cái mối tình thanh mai trúc mã, quen nhau từ thời đi học đúng không? Vâng. Vợ con gặp nhau ở trường đại học ạ. Hồi năm nhất đại học. Năm thứ nhất đại học. Vâng. Thế tại sao lại một đứa cứ như con xéo ấy, xong rồi lại gặp một cái con bé gọi là trẻ trôi nước như thế mà lại yêu nhau là thế nào? Em kể. Sao vậy? Em kể đi. Vâng. Thì gặp nhau ở đâu? Vâng, lần đầu tiên bọn con gặp nhau thì bọn con gặp nhau ở sân bóng của trường đại học ạ. Thì đợt đấy là con tức là bọn con lên trường nhập học sớm. Thì con lên xong rồi con thấy kiểu buổi tối thì không có việc gì làm ấy. Thế thì con thì ở nhà thì cũng hay xem bóng đá với bố. Thế là con đi xuống sân bóng để ngồi xem bóng đá. Thế lúc mà con xuống thì là bạn này bạn đang đá bóng ở dưới. Thế nhưng mà nói thật là lúc đấy con chỉ xuống để mục đích là xem bóng đá, chứ con cũng không biết là ai đá bóng trên sân. Thế sau khi mà các bạn ấy đá bóng xong thì có một thầy giáo là thầy phụ trách bọn con, thầy quản lý ký túc xá. Thế thầy ra thầy gặp mấy đứa con gái mà ngồi xem bóng đá ấy, thì thầy bảo là thế mấy đứa cũng thích xem bóng đá à? Thì hay là để thầy tập hợp một đội bóng đá nữ cho các em đá bóng với nhau thì được không? Thì lúc đấy bọn con cũng thấy thú vị nên bọn con đồng ý luôn. Thế thầy bảo là thế nhưng mà con gái thì cũng không biết nhiều đá bóng, hay là để thầy cho các bạn nam làm huấn luyện viên. Thì là chính là các bạn này đang đá bóng trên sân. Thế con thấy thầy nói thế xong với bọn con, xong thầy ra nói gì đó với các bạn này. Thế một lúc sau thì chắc là chỉ tầm khoảng 3 đến 5 phút sau thôi, thì tự nhiên con thấy có hai bạn nam lao về phía con. Xong rồi các bạn ấy đứng đấy, xong rồi hai bạn ấy bảo là hai bạn ấy, một trong hai bạn sẽ là huấn luyện viên của con. Thế lúc đấy thì kiểu con cũng không hiểu là tại sao tự nhiên bạn ấy lao về phía mình xong là một huấn luyện viên. Thế sau này thì con hỏi lại thì mới biết là lúc đấy thầy mới ra bảo với các bạn nam là đi bê quân phục hộ thầy, nếu mà chúng mày bê được quân phục hộ thầy thì thầy sẽ cho chúng mày hướng dẫn các bạn nữ. Tức là kiểu như là lao động không mất phí đấy ạ. Vâng. Trong hai bạn huấn luyện viên mà lao tới con đó, vâng, có bạn Dũng này không? Vâng, có ạ. Vâng. Cuối cùng ai là người huấn luyện con? Lúc đấy là có con với một thằng nữa là bạn thân của bọn con bây giờ. Thì lao đến thì xong cuối cùng con là người chiến thắng. con làm gì để được chiến thắng và đây để con kể sâu hơn một tí. Hồi đấy là bọn con mới lên trường đại học thì trường con là có cái đi quân sự một tháng trước khi vào nhập học. Thì hôm đấy là kiểu đồng phục, kiểu quân phục từ trường dạy trường quân đội trở về trường con, thì thầy mới nhờ bọn con đến và bê cái đống quân phục đấy từ trên xe xuống. Thầy bảo là thằng nào mà bê nhanh nhất thì thầy sẽ cho ra chọn các bạn nữ đầu tiên. Còn ai mà chậm nhất thì sẽ là người chọn cuối cùng. Đấy, thì con thì chắc cũng chân dài hơn các bạn một tí, chạy nhanh hơn. Thì con là chạy đến trước, xong bạn kia đến sau con một tí thôi. Thế nhưng mà sao con lại lao phắn vào con bé này mà lại không phải là con bé khác? Đó. Vâng. Thì hồi đấy là hôm đấy là vợ con là mặc quần áo thể thao và là mặc đội bộ đội mà con yêu thích là Barcelona. Tức là mặc, từ xa là con đã nhìn thấy là có một con bé mà mặc quần áo thể thao rồi. Là đã tia rồi đúng không? Nhưng mà con thấy cái gương mặt của cô này với dáng dấp cô cổ là con có thấy xinh không? Có thấy hợp với mình không?
con vẫn luôn bảo vợ con là con thích vợ con từ cái nhìn đầu tiên, nghĩa là đó. Cái lúc mà nhìn thấy là con cũng đã thích rồi, từ mặt này xong rồi đến kiểu dáng vóc con thích kiểu bé bé. Để con dễ bảo vệ đúng không? Xong lại còn mặc quần áo thể thao mà đội con mặc thích đúng nữa. Đúng cái đội con yêu thích nữa, thế là thôi xong. Rồi là có con... hai anh huấn luyện viên. Yeah. Đúng không? Tại vì hai huấn luyện viên coi như là thấy nhau. Đấy này nhưng mà chân dài hơn, nó chạy nhanh hơn đằng kia. Cho nên là chiến thắng. Rồi chiến thắng là yeah. một kèm một. Dạ à. Vâng. Ngoài kèm con ra thì chú hỏi nè. Dạ. Còn kèm thêm cô gái nào không? Lúc đấy thì thật ra là con cũng chưa có quan tâm sâu như thế. Thì con không biết nhưng mà con đoán là hình như là kèm một mình con. Thế thì con vẫn nhớ là chồng con ra một cái là xin số điện thoại luôn. Tức là thầy chưa nói gì là xin số điện thoại luôn. Bảo là bây giờ làm huấn luyện viên thì phải có số điện thoại. Thế là lần đầu tiên con lưu số chồng con trong danh bạ là Dũng huấn luyện viên. Sau đấy thì bọn con có thêm hai lần nữa để xuống gọi là tập bóng đá với nhau đấy. Và sau hai lần thì đội bóng tan rã. Đội bóng nữ tan rã. Vâng, tại vì là thật ra là các bạn nữ lúc đấy xuống ngồi chơi vui thôi, nhưng mà đến lúc đi đá bóng thật thì thấy hơi mệt. Vâng, mệt lắm con ơi. Vâng. Đấy. Rồi xong rồi mà... có những đứa mà nó thích thật thì không nói. Giống như chị đi mà chị mà đá bóng thì chị sẽ thấy rất vô nghĩa, là bởi vì tại sao chị cứ phải tranh giành một cái trái bóng như vậy trong khi chị không có sức để chị chạy, em hiểu không? Rồi vô phước mà nó ngã xong rồi chầy chỗ mặt mày đấy thì chết. Ai cũng suy nghĩ như chị thì làm gì có đội bóng nữ vinh quang coi như là vô địch thì bởi vậy mới nói châu Á. Cho nên chị có bao giờ làm được vận động viên đâu, chị chỉ làm cổ vũ thôi đó. Rồi Dũng ơi, dạ. Sau đó là có số điện thoại thì chắc có lẽ là đêm ngày nhắn tin cho nàng đúng không? Không, nếu mà thế thì hơi vồ vập, hồi đấy con cũng có chiến thuật lắm. Con chỉ tìm có số điện thoại con chỉ tìm Facebook với cả kết bạn Zalo các thứ thôi. Thế xong rồi dần dần thì con mới kiểu không, con mới nói chuyện dần dần kiểu cưa cẩm thôi chứ không phải là kiểu tán một cách trực tiếp đâu. Nhưng mà con biết là anh thích mình không? Thật ra là lúc đấy là con mới vào đại học thì mới chia tay một mối tình hồi cấp 3. Lúc lên đại học con nghĩ là không yêu ai hết, mình sẽ không yêu ai cả, lên đại học và học hành. Thế nên là lúc mà con lên ấy thì là trường con thì đặc thù là con học FPT thì là có rất nhiều nam nhưng mà ít nữ. Thế là lúc mà con lên thì cũng có rất nhiều bạn trai thì cũng thích thích. Thế các bạn tán ấy, nhưng mà con thì dự định là không yêu ai mà. Thế nên là ai mà tiếp xúc với con mà theo kiểu là hơi tán tỉnh mà định là để yêu đương ấy thì là con tránh luôn. Thế riêng bạn này thì bạn ấy nhắn tin và theo kiểu như kiểu bạn bè thôi. Ví dụ mà đi chơi thì bạn ấy cũng sẽ không rủ con đi chơi riêng xong rồi cố gắng để gần gũi thân mật quá mà bạn ấy sẽ đi chơi cùng với nhóm bạn của con hoặc là sẽ rủ con đi chơi chung với nhóm bạn của bạn ấy. Thế con lúc đấy con ngây thơ lắm, con tưởng là chắc là định kết bạn thật. Chắc là không định tán tỉnh cơ cẩm gì mình đâu. Thế là con đồng ý chơi cùng. Thế là con cũng nói chuyện và sau dần thì con cảm thấy là bạn ấy cũng thân thiện đáng yêu mà đặc biệt là vui tính ấy, con thích người vui tính. Thế nên là mình cũng không phòng hờ. Thế nhưng mà con cả. Vâng đúng. Mỗi lần con nói chuyện với Dũng từng cái năm thì con có thấy mỏi cổ không? Có ạ. Chứ cô là cô cảm giác mỏi lắm ấy. Vâng. Từ cái thế con, này. Con vừa phải đi khám thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà hồi đó là Dũng là có nghĩa là cái chiều cao của con với Dũng là vâng. Từ lúc đó cho tới bây giờ là không thay đổi. Vâng, vâng. Đúng rồi ạ. Thật ra thì chiều cao của con nó dừng thay đổi từ lớp 6 rồi ạ. Vâng. Vâng. Ôi mà đến khi nào thì con mới coi như là mượn một cái cơ hội để mà con bày tỏ cái tình cảm của mình cho Huyền. Thì con thì cái hồi đấy con cũng kiểu nói chung là thông qua nói chuyện thì con cũng biết là bạn ấy cũng mới chia tay một cái mối quan hệ. Nên là con nghĩ là chưa nên vồ vập lắm. Nói chung là sau cái ngày bọn con quen nhau thì phải tầm nửa năm sau thì con mới chính thức tỏ tình. Trong cái quá trình đấy thì con tấn công nhưng mà như không tấn công. Tấn công mà như không tấn công là sao? Vâng. Kinh lắm. Vụ này con xin ôi cái loài sinh năm 97 nó kinh lắm. Thằng Trê Phi cũng như vậy đấy, lúc nào cũng coi như mặt lúc nào cũng bơ ra mà coi như là thờ ơ với tất cả mọi thứ, coi như là tính toán hết đấy. Đúng rồi, nó tính hết đấy. Rồi sao con? Vụ này con xin phép được kể vì con bị gài ạ. Thì đấy, tức con bị gài đúng không? Vâng. Thì lúc nãy con có kể với cô chú là bọn con đi học quân sự. Thế thì trong cái hôm đấy là ngày 20 tháng 10. Thế con đang ngủ trưa, tức là giữa trưa, 12 giờ trưa. Thì con nghe thấy tiếng loa gọi xuống là Nguyễn Ngọc Huyền, lớp trưởng lớp PC1117 đi xuống sân tập trung. Nếu như mà bạn không xuống thì cả phòng sẽ bị phạt. Thế con tưởng là con làm gì đấy, bị phạt. Thế con sợ quá, con đi ra thì vừa thò đầu ra con thấy có một trái tim ở giữa sân trường. Thế là tất cả các bạn nam xếp thành một hình trái tim ở giữa sân trường. Thế là con bảo ơ thế nào lại ai tỏ tình mình là con sợ, con chạy luôn vào trong phòng. Thế xong lúc sau thì con thấy thầy giáo lên tận nơi. Thầy giáo lên, thầy giáo bảo là các bạn định tặng hoa cho em thôi, không có gì đâu thì em xuống đi. Thế xong các rồi các bạn là nhiều người hả? Vâng, đấy thì con nghĩ là các bạn nam định tặng hoa cho các bạn nữ. Thế là con xuống là nó xếp hình trái tim. Vâng. Đúng chắc rồi. Ông này đầu tiêu. Vâng. Ông này là kịch bản của ông này. Đấy, ông lập trình mà. Là tỏ tình là tỏ tình này chắc là tỏ tình tập đấy, thể. Đấy, nghe thì có vẻ đi. Thế ạ. Vâng. Thì lúc mà con xuống đến nơi ấy, thì con mới biết là đấy là chương trình tặng hoa, mang tiếng là chương trình tặng hoa
20 tháng 10. Và thầy giáo thì vẫn là cái thầy hôm trước mà lập đội bóng nam đấy ạ. Vâng, vẫn là thầy đấy. Thì là bệ đỡ, còn background của... Đúng ạ. Thầy hôm nay thầy sẽ rất hạnh phúc. Vâng, đấy thì là thầy đã tổ chức cho cái buổi đấy. Và thầy bảo với các bạn nam là đầu tiên bây giờ thích đứa nào là đăng ký. Thầy gọi xuống cho mà tặng hoa. Đó, thế thì chồng con mới đăng ký luôn. Thế mà lúc mà gọi con xuống ấy thì với cái khung cảnh như thế thì ai cũng nghĩ con được tỏ tình. Cả trường nghĩ con được tỏ tình luôn. Thế là con đi xuống đến nơi thì chồng con lúc đấy tay cứ run run này. cầm bông hoa đúng không? Dạ vâng, cầm bông hoa tặng con, tay cứ run run này. Thế xong rồi đưa cho con bông hoa. Con nhận xong thì chồng con bảo là tớ thích cậu đấy nhưng mà tớ chưa tỏ tình đâu. Nên là cậu đừng có sợ. À, thế là tỏ tình nhưng chưa tỏ tình. Vâng, thế là một mình con và bạn ấy biết là không phải tỏ tình, nhưng mà cả trường vẫn nghĩ là con được tỏ tình rồi. Thế lúc đấy thì người ta bảo là người ta không tỏ tình, tặng hoa thôi thì mình không nhận thì nó cũng kỳ cục. Thế con đành phải nhận, thì khi con nhận thì mọi người nghĩ là con đồng ý. Vâng, thế là bạn ấy thấy con cầm một phát là bạn ấy ôm con luôn. Và bạn ấy vẫn run nhá chú. Bạn ấy vẫn run run này này trong ôm. Cả trường có vỗ tay không? Vâng, cả trường hô cứ Quang Dung, mông. Tại vì biệt danh của chồng con là Mông. Thế xong rồi chồng con run run này thì con đẩy ra luôn. Thế xong rồi về sau hôm đấy thì là con có vài bạn nữa cũng kiểu cũng tấn công xong rồi nhắn tin này kia đấy. Thì tối hôm đấy thì các bạn tưởng là con vừa được tỏ tình. Thì các bạn nghĩ là đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu mà mình không tỏ tình thì bạn ấy sẽ yêu người khác mất. Thế là hôm đấy có đến 3-4 người đồng loạt tỏ tình với con. Thì tất nhiên là con từ chối hết, tại vì con có định yêu đương gì đâu. Thế là còn lại một mình bạn ấy. Thế là cả trường thì nghĩ là bạn ấy thành công rồi, trong khi một mình con với bạn ấy biết là chưa yêu nhau. Thế là em một... thấy cái sự gài của nó chưa? Thế là bạn ấy đã một mũi tên mà bắn hết tất cả các con chim vệ tinh xung quanh. Bắn một loạt chim nhạn. Vâng. Thôi con ơi, con có một cái tư duy lập trình từ cái lúc mà con chưa làm cái nghề đấy con nhỏ. Sợ thật đi. Thực ra con nghĩ là lúc đấy mà nếu tỏ tình trước kiểu đông người như thế thì cái tỷ lệ fail nó rất cao. Nên là con cũng bảo luôn bạn là con thích thôi nhưng mà con chưa tỏ tình đâu. Đấy thế. Đấy. Đấy, coi như là chơi liều. Vâng. Thực ra là những đứa kia nó tỏ tình là con từ chối ngay. Vâng, và liền. Con từ chối luôn ạ. Cuối cùng cũng lọt lại mình ông Dũng. Vâng. Quá hay thật. Một mũi tên bắn 5-6 ngàn, cả thậm chí cả chục ngàn luôn. Vâng. Quá hay luôn. Hôm đấy về thì chồng con bị bê lên trên confession của trường, bị chửi quá trời, tại vì giữa trưa cơ ạ, 12 giờ trưa gọi con gái nhà người ta xuống xong bắt loa ầm ầm lên. Thế là thành ra cả trường, thay vì là chỉ có mỗi khóa con đi quân sự biết con được tỏ tình thì bây giờ cả trường biết. Con về đến trường không ai tán con nữa. Kinh chưa? Em thấy Dũng nó kinh hồn chưa? Sợ thật đấy. Quá tinh cường. Nhưng mà là thầy nói chung cũng phải cảm ơn thầy giáo. Vâng. Nhờ thầy mình mới được phát loa. Vâng. Mới có cơ hội chứ. Vâng. Đúng không? Vâng. Hồi thầy vẫn ở công tác ở trường, bọn con vẫn gọi thầy là bố suốt kiểu trêu trêu vui vui. Rồi sau đó bao lâu thì mới coi như là có những chính thức công khai luôn? Sau đấy thì chắc là phải tầm 5-6 tháng sau thì lúc mà về trường rồi thì nói chuyện nhiều hơn thì bạn ấy thấy là con bắt đầu thấy cũng xuôi xuôi ấy, thì lúc đấy bạn ấy mới tỏ tình với con. Thì đến lúc đấy thì con cũng kiểu quý mến bạn này rồi và lúc con cũng không còn sợ tình nữa. Là thiệt tỏ tình. Vâng. Vâng. Chứ không phải giống như là tỏ tình mà như không tỏ. Vâng. Tình. Đấy thì đến cái hôm đấy thì bạn lại tỏ tình với một mình con thôi. Vâng. Có hoa rồi có đó. Nhẫn rồi có bánh kem hay gì không? Vâng. Trong mơ của tất cả các cô gái thì chắc là tỏ tình kiểu như thế á, nhưng mà không. Người yêu con hôm đấy thì rủ một bạn nữa cùng phòng, xong gọi con đi chơi. Thì con vẫn nghĩ như mọi khi là chồng con hay rủ các bạn đi chơi cùng. Thế ba đứa đi chơi thì thằng kia con thấy nó cứ đi lùi lùi ở phía sau. Thế xong rồi lúc bọn con đi lên đến trên sân thượng của cái ký túc xá thì thằng kia nó ra nó đứng canh cửa luôn. Thế con bảo là sau này đi chơi gì mà hệ kỳ cục vậy, kiểu lên chỗ riêng tư xong thằng ấy nó còn lùi về đằng sau. Thế hóa ra là lúc đấy thì chồng con mới tỏ tình, nó bảo là tớ thích cậu ấy. Thì chồng con cũng bảo là chồng con không muốn là con bối rối khi mà phải trả lời ở giữa cái chỗ đông người như thế. Nên là đến lúc mà tỏ tình thật thì chồng con tỏ tình ở chỗ mà chỉ có hai đứa. Lúc đó còn trả lời lại sao? Thì con cũng đồng ý ạ. Tại vì chồng con bê con lên cái lan can ấy chú. Con sợ độ cao, chồng con bê lên trên lan can xong chồng con bảo là cậu không tự xuống được đâu, bây giờ cậu có đồng ý không? Tại vì đối với ông bê một cái một mà. Vâng, đúng còn không? Con thì không trèo mà. Đây con ngồi bây giờ con chưa chạm đến đất. Thế con không tự trèo xuống được. Nó không dám xuống. Tại vì bây giờ không mà không đồng ý là không có cơ hội xuống. Đúng rồi. Vâng. Đó. Có mỗi một cái bạn kia thì bạn ấy đứng canh cổng ở tuốt xa rồi. Xong lúc đấy là chính thức, coi như là bạn con chính thức yêu nhau là thế thôi, không tặng nhẫn, không tặng hoa. Vâng. Rồi có tặng nụ hôn không hay như thế nào? Nụ hôn thì có. Là ngay tại lúc đó luôn. Vâng. Thực ra trước đấy là hồi đấy là con có làm con mới vào một câu bộ ở trường, con đã làm một cái sự kiện mang tiếng là làm cho chị em, nhưng mà mục đích của con là làm tặng cho vợ con. Kiểu trước đấy là con cũng tìm hiểu hết những thứ mà vợ con thích. Tức là lúc đấy bọn con là chưa có yêu nhau, chưa nhận lời yêu nhau, thì con tìm hiểu những thứ mà vợ con thích trước, sau đấy thì con bê hết vào sự kiện đấy với một kiểu giống như là hin dành cho vợ. Đấy. Thế nên là lúc mà lên tỏ tình thì con cũng chả mang gì cả, con thích đánh úp. Đấy, con chỉ
con chỉ cứ thế và đi thôi, lên sân thượng thôi. Đấy, con chỉ cũng chỉ hỏi đấy. Nhưng mà con thấy là vợ con bật đèn xanh rồi nên là con mới mạnh mồm như thế. Rồi bây giờ các con là cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con cưới nhau là được 2 năm. 2 năm. Có bé chưa? Bọn con chưa ạ. Chưa có bé đúng không? Thế thì có nghĩa là yêu nhau được mấy năm nhỉ? À, bọn con yêu nhau được 5 năm. 5 năm, thế cưới nhau 2 năm. Vâng. Coi như 7 năm rồi. Vâng. Ồ, thế là bây giờ là muốn con bé rồi. Đúng không? Em ơi chúc luôn. Em chúc đi. Hơi hơi muốn. Đừng có để áp chót, chúc luôn, chúc luôn đi. Đang linh đây. Ừ, nó đang thích rồi. Thịt nó đang thích rồi. Thôi bây giờ chúc luôn. Ông nhìn mẹ mặc bộ đồ này chắc có lẽ là sẽ lên nghiệp lắm. Đấy, ừ. À, sẽ có sự chứng giám của các bề trên. Đúng rồi. Chúc cho hai con nghe. Năm sau sẽ có tin vui. Dạ. À, và cuối năm sẽ có một em bé tuyệt vời với gia đình hai đứa. Dạ, dạ. Con gái con trai? Con trai. Rồng vàng. Vâng, con cảm ơn cô chú. Con thích con trai hay con gái? Con nào con cũng thích. Thế à? Con thì sao? Con thì cũng thế ạ. Ừ, con... nhưng mà chú nghĩ là sẽ là con trai. Thế chắc bố mẹ con sẽ thích đấy ạ. Hay quá. Rồi bây giờ vào cái vụ kia đi chị. Ừ. Chú đã chúc rồi. Dạ. Chú có quyền yêu cầu lại. Vâng. Yêu cầu các con hãy khui tật xấu của đối phương. Ai trước? Em trước. Ok. Con chờ thầy khắc này lâu lắm rồi ạ. Chết rồi, nó cũng thù hằn với nhau từ kiếp nào ấy. Đây con nói đi. Thì thật ra là chồng con thì cũng là người dễ tính, đáng yêu. Khen đáng yêu không, có con kỳ. Đừng khen. Khen là lạc đề. Vâng, con xin lỗi ạ. Vì đáng yêu mới lấy chồng mà. Vâng, đúng vâng, không? Con xin lỗi ạ. Con quen miệng. Thì ở nhà thì sau khi mà lấy chồng xong thì con có cảm giác như kiểu con có thêm một người bố nữa. Chồng con hay cảm giảm lắm ạ. Vâng. Thì tức là thật ra thì con thì cũng hơi kiểu bừa bộn ấy. Đấy, thế nhưng mà chồng con thì cứ mỗi khi mà thấy con để đồ không đúng vị trí hay các thứ thì là chồng con hay nói. Hoặc là chồng con là một người rất là hay lên kế hoạch. Thế ví dụ mà đi đâu thì chồng con sẽ mang đầy đủ tất cả mọi thứ. Ví dụ như là kiểu đồ dùng cá nhân này, xong rồi thuốc thang hay các thứ thì chồng con mang rất là đầy đủ. Thế hôm nào mà chồng con bận mà con phải xếp vali chẳng hạn thì chồng con sẽ kiểu nhắn liên tục là em ơi nhớ mang cái này nhá, xong con cất vào vali rồi chồng con vẫn nhắn lại là em ơi em mang chưa, em nhớ cầm nhá, thì cái này em không thiếu đâu đấy. Thì chồng con cứ nhắc đi nhắc lại thì kiểu chồng con hay cảm giảm ấy đấy. Hay thì, vâng. Với lại một vấn đề không cần thiết lắm nhưng mà dặn đi dặn lại nói rất nhiều. Vâng. Đấy. Vâng. Mà lại còn phân tích lý do tại sao lại phải cần cái món đồ đấy. Đúng quá chi tiết. Đúng ạ. Vâng. Tại vì thật ra thì con cũng hay cãi ấy. Đấy thì chồng con sợ là nếu mà không nói kỹ chắc con cãi. Vâng. Thì đấy là cái đầu tiên. Còn cái tật xấu thứ hai con không biết có phải tật xấu không nhưng mà chồng con rất thích thể hiện tình cảm. Thì chồng con bình thường là ở nhà cũng thế thôi, rất là hay ôm bố ôm mẹ hay là về cũng hay thơm ông bà. Thì với con cũng thế. Thì chồng con cứ thơm miết, ở đâu cũng thơm. Đi ra ngoài đường cũng thơm, đi đâu cũng phải nắm tay như kiểu sợ con lạc đi đâu mất. Không, thì... cái đó không phải là xấu đâu. Không, nhưng mà chú ơi, kiểu con thấy hơi ngại ấy. Nhất là ví dụ như là có bố mẹ ở đấy chẳng hạn thì con cũng thơm luôn. Vâng, có bố mẹ ở đấy chồng con kiểu cứ thơm nhưng thể hiện tình cảm. Xong rồi nhiều lúc con phải nói riêng ấy, con bảo là anh ơi thôi đừng thể hiện tình cảm ở chỗ đông người hoặc là có người lớn trẻ nhỏ thì anh phải tránh ra. Xong chồng con bảo là không, bố mẹ sẽ nghĩ là mình hạnh phúc không sao đâu em ạ. Nhưng mà còn... lúc mà không có người thì chồng có vâng, có thể vẫn thể còn vâng, kinh vẫn thế hơn ạ. Vâng. Kinh hơn nữa em ạ. Tại vì chị sợ là gì nè, khi không có người thì lại không có thể hiện tình cảm. Vâng. Khi có người mới thể hiện tình cảm thì con hiểu chứ. Nhưng mà kiểu ngày thơm mấy bạn ạ, cô tưởng tượng như kiểu mình trang điểm này, mình đã đánh son các thứ rất là xinh rồi, nhất định là phải thơm. Hoặc cả tối đi ngủ mình đã dưỡng da các kiểu rồi, cứ thơm quanh mặt, con không biết là các chị em khác kiểu dưỡng da xong làm nào mà có thể để cho chồng thơm được. Ủa Dũng con làm gì con nghiện giận quá. Con không biết. Chồng con thích ơi, may có con... khi nào đang nói chuyện cái nó anh xin phép cô chú cho con thơm cái mình hay không? Tức là may cho con sống ở cái thời đại này đấy. Chứ còn ngược về cái thời mà mặc áo tất với lại áo đúng ạ. Gọi là Nhật Bình thế này thì có mà chết. hơi nguy hiểm ạ. Ừ, không mà chết. Nhưng mà chú lại thấy là cái dễ thương cũng không đến nói lời thật sâu. Dễ thương con ạ. Kệ. Dễ thương. Ủa của mình mà mình muốn thơm là mình thơm. Đúng không? Được. Nói gì thôi chứ sướng lắm. Vâng, con biết. Mắt cái dạng ngời con ạ. Long lanh lúng liếng con ạ. Gớm. Kể tật nói, xấu mà không xấu. Nói ra đều thế thôi. Yeah. Con không biết đấy là tật xấu là có phải xấu hay không. Thôi thì bây giờ xét vào không xấu con ạ. Giữ lại cái đấy nhá. Xấu như không xấu, giống như tỏ tình chứ không tỏ tình. Ừ. Rồi tiếp tục nào, có gì? Vẫn còn gì nữa phải kể thêm. Con hết rồi, con chuẩn bị tận 2 cái con tưởng nhiều rồi. Cái gì đã thế thật, chồng con không có một cái gì xấu luôn á. Chồng con nói chung là kiểu bọn con cũng tính cách cũng thoải mái ấy. Đấy thì con cũng gọn gàng không? Chỉ có cái cảm là... ràm thôi. Vâng. Nhưng mà có gọn gàng không? Cũng có ạ. Thế là không bừa bộn đúng không? Vâng. Về nhà cũng sao, tự con thú hả? Gì con tự thú rồi sao? Con định xin phát biểu. Đấy là con kể. Anh đòi kể luôn ạ. Bây giờ con mong muốn chồng thay đổi điều gì?
thay đổi thì con nghĩ chắc là không đâu. Kiểu bản thân con cảm thấy là có những cái cuộc sống của con sẽ thay đổi nếu như mà chính bản thân con thay đổi thôi. Chứ còn với những người xung quanh thì con nghĩ là nếu như mà người ta cảm thấy là nó là vấn đề thì lâu dần thì người ta sẽ sửa. Okay. Ví dụ như là con thấy con cũng có những cái tật xấu ấy thì con hay để ý chồng con, thì ví dụ chồng con không thích mà nói đến vài lần ấy thì con cũng sẽ chú ý hơn, thì sau thì con thấy con cũng sửa. Thế nên là cứ thế đúng không? Vâng, không thì con sợ. Thấy ổn rồi ạ. Để cảm làm như bố cũng được. Thế nhưng mà bạn có bị già trước tuổi không? À không, thật ra thì người hơi già dặn hơn thì có vẻ là con hay kiểu tức là phụ nữ mình hay nhạy cảm. Thôi được rồi, để anh ấy khui. Anh ấy khui. Giờ tới con đã Dũng. Vợ con thì nói chung là ngoài hơi bừa bộn một chút, như kiểu bạn ấy vừa kể, thì còn có một cái là hơi lười một chút nữa. Thích gọi là gì, thích nói một từ hơi quá là hành hạ, nhưng mà trong ngoặc kép, hành hạ con. Hành hạ con sao đâu con, kể đi. Anh cẩn thận nhá. Ví dụ như là hành hạ ở mặt là bạn ấy, ví dụ bạn lười, bọn con nằm trên một cái giường và cái công tắc điện ấy, nếu tối đi ngủ mà công tắc điện mà nằm ở bên phía bạn ấy thì bạn sẽ bằng mọi giá để bắt con để sang tắt cái công tắc điện đấy, mặc dù là bạn ấy có thể với tay lên hơi một tí để tắt mà rồi, không chịu. Nhưng mà không chịu, nhất định là phải bắt con tắt cho bằng được. Xong con bảo lý do là em nằm gần hơn thì em đi tắt đi, thì bạn sẽ lừa bạn lăn sang bên người con bên này để lúc đấy con sẽ thành gần hơn. Đúng. Đấy, thì con sẽ là người đi tắt. Có sai con không? Thí dụ có. Cái ly nước ở đằng đó đó. Được. Thì bước qua cái anh ơi mang ly nước cho em. Vâng. Có không? Có, mặc dù là nếu mà người khác thì không bao giờ sai, người khác thì bạn ấy rất là tự lập, nhưng mà với con thì rất là ga lăng. Với con thì bạn ấy thích hành hạ con. Chắc là cái mặt con lúc ấy đáng thương lắm cho nên là nó thích cái nét mặt đấy. Nhưng mà cái lúc mà con làm trong cái sự hành hạ của cô ấy đó thì con có càm ràm không? Có ạ, con càm ràm chứ. Nhưng mà con không hiểu tại sao con vẫn phải đứng dậy đi làm. Vẫn đi làm nhưng mà vẫn càm ràm. Vâng. Ừ. Con bảo là sao em lại sao em lười ấy nhỉ? Đấy. Ừ, sao em lại có thể như thế được? Anh chỉ tắt hộ em nốt lần này thôi. Tức là đúng không ấy? Sao em có thể như thế được nhỉ? Bởi vì từ đây em chỉ cần thò cái tay ra, em tắt một tí thôi, sao em không làm mà em lại phải bắt anh từ đây, anh lại sang bên đây rồi anh làm đấy, đúng không? Vâng, vâng. Con nói như thế luôn. Nhưng mà con nghe những lời đó chắc con vui lắm không? Vâng, thì con thấy là miễn là mình đạt được mục đích là được. Thôi, tắt lần này thôi. Vâng, với lại cũng liên quan đến cái chuyện mà con kiểu mấy cái tính xấu của con ấy, thì ngày xưa thì vì là con ở nhà con cũng kiểu như thế, thế nên là bố con nghĩ là con thì kiểu ở một mình thì được, chứ chắc là lấy chồng thì sẽ bị rất giả. Bố con luôn luôn nghĩ như thế. Mặc dù là đi đâu ra ngoài là bố con luôn tự hào khoe là ví dụ con gái tôi là kiểu tốt tính lắm này kia lắm, nhưng về nói riêng với con là sẽ bảo là thôi con ạ, con không lấy chồng rồi đâu. Thế là cái hôm mà bọn con cưới nhau ấy thì là bố con là bộ đội, thì là bình thường là bố con cũng không có hay tâm linh hay là nhang khói gì đâu. Thế hôm đấy thì con lấy chồng xong rồi vừa mới đi ra khỏi cửa đi về thì con thấy mẹ con gửi cho con một cái clip. Bố con đang đứng ở trên bàn thờ xong rồi làm gì chắp tay thế này này. Con kiểu con cũng không biết là thế nào, thì con chờ cưới xong thì tối về con hỏi là mẹ ơi thế bố làm gì trên bàn thờ mà cứ chắp tay thế này đấy. Thế xong mẹ con bảo là bố đang chắp tay để mong cho con đi lấy chồng không bị dắt giả. Tại vì bố con nghĩ là nếu mà tính cách như thế thì chỉ có bố ở nhà mới chiều được thôi. Thế là bọn con lấy nhau phải một năm đầu ấy thì là bố con luôn luôn nghĩ là bọn con đang giấu, tức là bọn con là không hạnh phúc. Thế nhưng mà không dám kể với bố mẹ, sợ bố mẹ thương. Bố con cứ lâu lâu lại gọi điện cho bà thông ra. Alo bà, thế hai đứa nó có cãi nhau gì không? Tôi thấy về nhà là không cãi nhau, thế ở đấy có cãi nhau không? Thế mẹ con bảo không, thế bình thường. Thế bố con nghĩ là bà thông gia nói dối. Bố con lại gọi cho ông thông gia. Ông ấy có thấy chúng nó cãi nhau không? Bố con cũng bảo là không có thấy gì đâu. Nhưng bố con vẫn nhất định không tin. Bố con vẫn không tin. Thế về nhà lần nào mà bọn con về quê, bố con cũng kiểu soi xem bọn này nó có cãi nhau giấu ở đâu không, hay chúng nó có xích mích gì không. Vâng, thì phải đến hơn một năm lúc mà bọn con cưới nhau xong, và sau khi mà bọn con lập kênh TikTok thì kiểu con hay chia sẻ cuộc sống cá nhân của con lên thì bố con xem được ấy, thì bố con mới tin thực sự là à hóa ra chúng nó sống hòa thuận được với nhau, hóa ra thằng này nó chịu được tính con gái mình. Đấy, thế là bây giờ đi đâu về bố con tự hào lắm, cứ bảo ôi kiểu rể, bố có hai thằng rể thì thằng nào cũng chịu được tính cách của con gái bố kiểu thế. Bố hôm nay bố xem được chương trình này bố càng yên tâm hơn rồi. Bởi vì chương trình này là không bao giờ mà nó sai sự thật. Đôi khi con còn thấy hơi chạnh lòng là ơ con gái bố cũng được đấy chứ, mà bố cứ nghĩ vậy. Rồi bây giờ tiếp đi con, sao nó tiếp như vậy? Còn cái gì nữa không? Sau này anh nhiều thế. Nhiều mà. Nói em. Con có vợ con hơi quấy. Quấy gì? Quấy. Bình thường con đi làm buổi sáng sẽ đi tầm 8-9 giờ rồi đấy, xong rồi tầm 7 giờ tối thì về. Ăn cơm nước các thứ xong thì sẽ vào tầm với cả làm việc nữa, tầm 11 giờ đêm chẳng hạn, 11-12 giờ đêm. Thì lúc đấy khi mà bọn con bắt đầu lên giường ngủ rồi ấy, tắt điện rồi. Đấy xong cái quấy lần 1 ấy thì đến quấy lần 2 thì tắt điện rồi thì vợ con sẽ không cho con ngủ luôn. Mặc dù có hôm những hôm mà con rất mệt và con buồn ngủ lắm rồi. Mắt con díu lại rồi, nhưng vợ con không cho con ngủ luôn. Vợ con bảo là nếu bây giờ mà
con đi ngủ luôn thì sẽ hết luôn một ngày không tương tác gì với nhau được mấy, tại vì vợ con thì làm ở nhà, còn con thì làm trên công ty. Đấy, thế là vợ con sẽ không cho con ngủ luôn và sẽ bắt nằm nói chuyện xong kể chuyện này chuyện kia, hôm nay anh lên công ty có gì vui không. Đấy, xong hôm nay em ở nhà thì có cái này cái kia. Đấy, em được ví dụ em được mẹ mua xoài mua dứa cho ăn đấy kiểu thế. Tức là bằng mọi giá phải làm cho con tỉnh cái cơn ngủ đấy. Sau đấy thì phải 2 giờ sáng con mới ngủ. Hôm nào có thấy buồn ngủ quá con sẽ rủ đi ăn đi chơi gì đấy. Hoặc xuống nhà xem phim. Có ạ. Hôm có hôm 11 giờ đêm bảo là anh ơi, em khát nước quá mình đi ra sơ cổ cây đi, mà lúc đấy bọn con đang nằm trên giường đắp chăn rồi nhá. Đi ra bắt trở đi ra sơ cây mua nước xong về về rơi luôn cái ví. Ôi tôi riêng cái này con phải mong muốn đi con ạ. Riêng cái này con phải mong muốn đi, thành khẩn đi. Cái này cũng do nó lúc mà tỏ tình nó bắt quăng nhỏ lên ban công. Đấy bây giờ nó hành lại đúng không? Nhưng mà thực ra thì con thấy thi thoảng thì cũng vui, nói chung là bọn con thi thoảng đi con, ra chơi con dùng cái chữ thi thoảng là cô biết rồi. Cho nên thôi con cứ nhân cơ hội này con mong muốn đi, hết sức thành khẩn nhìn xoáy vào mắt vợ xong rồi nói đi. Em ơi anh mà ngủ rồi là chúng ta một ngày không tương tác, nhật mắt qua một ngày đấy. Mất một ngày. Thôi nhưng mà có thấy như thế cũng đúng đấy. Cũng được nhưng mà không đến nỗi phải đến 2 giờ sáng như thế. Rồi là đắp chăn rồi mà lại còn gớm. Ôi đúng mùa đông mà lại đắp chăn rồi mà lại còn mặc quần áo đi ra xi cổ cây thì có mà chết. Mà mua có một chai nước á. Thôi con không muốn thay đổi điều gì. Con nhìn nó thôi. Con nhìn thành khẩn ra. Chắc con mong muốn là không nghĩ là thế vui hơn ấy. Quấy nhưng mà vâng, quấy vẫn vui. Đấy, thế chúng tôi đã cho anh cơ hội rồi nhá. Thế mà anh không nắm bắt cơ hội của anh thì anh cứ chấp nhận thế nhá. Đêm nay anh về nè, anh ở Sài Gòn nè. Có thể là thức tới 5 sáng. Anh ơi, mình tranh thủ. Không, thực ra vợ con quấy tầm 1 tiếng thôi. Nhưng mà sau đấy là con tỉnh ngủ rồi nên con không ngủ lại được nữa. Chứ không phải là do vợ con quấy đến 2 giờ sáng. Đấy, thì đấy. Thì con cứ bênh đi nhá. Bây giờ đấy con cứ tiếp tục như thế nhá. 2 giờ, 3 giờ. Thật ra nó không ngủ được thì nó sẽ hành động cái khác. Khi mà nó không ngủ được rồi thì nó sẽ hành động cái khác, hiểu không? Nên nó không muốn thay đổi, dễ sợ lắm. Có thể chú hay nó cũng lại lập trình rồi. Đó là suy luận của chú nha. Tức là không mong muốn Huyền thay đổi điều gì hết, đúng không? Vâng. Có khi là có cơ hội đó nha. Anh sợ bố xem chương trình đúng không? Không. Nói chung là bọn con kiểu cái tình yêu của bọn con đi lên từ tình bạn ấy, nên là con thấy nó vui, với cả nó chắc là nó cũng bền chặt nên là. Thôi. Cứ như này thì sẽ con nghĩ là sẽ tốt hơn. Thôi bây giờ gì đi, trước khi tạm biệt chương trình. Hôm nay chắc có lẽ là bố mẹ hai bên coi được chương trình rất là vui, rất là hạnh phúc. Vâng. À, với lại là trong một bộ trang phục này chú muốn hai đứa nói một cái điều gì đó cho nhau. Thấy không? Bố mẹ hai bên cũng sẽ xem chương trình này và cũng sẽ vui thêm hơn nữa nhé. Rồi. Muốn nói gì nói, bày tỏ tình cảm đi. Cho em nói trước đi. Đứng lên nói đi, đứng lên nói đi. Cái trang phục này mà đứng lên nói. Đấy. Rồi con bé nó ngước đầu lên nè. Anh à, nắm tay. Cảm ơn anh vì từ lúc mà anh bắt đầu tỏ tình với em cho đến lúc cưới và anh hứa là sẽ là một người chồng tốt thì đến nay anh vẫn làm được. Còn rất xin lỗi anh vì từ ngày đầu tiên đến giờ em vẫn hứa là em sẽ không làm một người vợ tốt nên là phải chịu thôi. Thì hôm nay cô chú cũng cho anh cơ hội rồi nhưng mà anh không bảo em thay đổi gì thì em cũng cảm ơn anh. Bố đang xem đấy, anh nói gì nói đi. Chẳng biết nói gì, cảm ơn em vì đã đến bên và chung sống cùng anh suốt 7 năm qua. Anh không ạ? Tụi em rất là đáng yêu. Anh hy vọng còn cảm ơn cô chú. Cuộc sống các em nó sẽ mỗi ngày nó sẽ vui hơn, đều có ý nghĩa hơn và đặc biệt là sẽ thương yêu nhau nhiều hơn nữa. Và trong năm sau các em sẽ có thêm một cái tình yêu mới nữa. Đó chính là tình yêu cho con của các em. Rồi. Thôi con cứ mê vợ con đi thế nhá. Cứ mê vợ như thế đi nhá. Vâng. Ok, bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra quý và bốc thăm may mắn. Ok. Rồi.